Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 2388 đến chương 2392. Đông vực Ma Sơn, Ma Tông. Một nhóm cường giả với khí tức kinh khủng nhìn xem thiên kiếp đang không ngừng ập xuống phương hướng Đàn Thư Các. Từng người trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hồng Ma những nhìn thấy những người này sắc mặt hết sức khó coi. Từ trang phục những người này đến xem, liền biết bọn hắn đến từ giới cổ võ, là cường giả gia tộc cổ võ chân chính. Nhóm người này có 6 người, trừ người cầm đầu bên ngoài ra, những người khác đều là cường giả có cùng cấp bậc với ngũ đại cường giả đỉnh cao tại Ma Sơn. Mà cường giả thủ lĩnh, khí tức trên thân còn càng khủng bố hơn. Một cổ lực lượng cảnh giới như có như không từ trên người hắn lan tràn ra. Hiển nhiên, cường giả cầm đầu là một cường giả thiên cảnh. Đội hình như vậy đã có thể quét ngang bất kỳ một cái lực đỉnh tiêm nào tại Ma Sơn. Lúc này ảnh ma đi lên phía trước, nhìn về phía cường giả cầm đầu, mở miệng nói: "Không biết các hạ tới ma tông của chúng ta cần làm chuyện gì à?" Cường giả cầm đầu nhìn cũng không thèm nhìn ảnh ma một chút nào, tiếp tục ngóng nhìn về phương hướng Đàn Thư Các, thấp giọng nói ra: "Thiên kiếp thật mạnh mẽ, người mạnh như thế nhất định phải về khương gia của ta." Hắn mặc dù không có đáp lại ảnh ma, nhưng hắn đã cho thấy thân phận của mình là cổ võ hạ giới, người của khương gia. Đám cường giả thế tục ở đây, mỗi một người đều là sắc mặt đại biến. Mấy năm gần đây, khương gia ở giới thế tục thanh danh truyền xa, bởi vì mỗi khi có võ giả thời điểm muốn đột phá tới thiên cảnh, đều sẽ có người của khương gia xuất hiện. Chỉ là trước kia đều là cường giả phía dưới thiên cảnh, mà lần này cường giả cầm đầu khương gia vậy mà là một cường giả thiên cảnh, hàng thật giá thật. Coi như cường giả thiên cảnh không thể ra tay, đứng ở chỗ này bản thân liền sẽ mang đến cho người thế tục một áp lực thực sự rất lớn. Huống chi sau lưng người này còn đi theo 5 tên cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, mà lại tồn tại đều là cùng cấp bậc với ngũ đại cường giả đỉnh cao của Ma Sơn. Nói một cách khác, trừ phi ngũ đại cường giả đỉnh cao của Ma Sơn liên thủ với nhau mới có thể ứng phó đối với 5 tên cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ của khương gia. Coi như từ tình hình trước mắt xem ra, ngũ đại cường giả đỉnh cao của Ma Sơn không có khả năng liên thủ với nhau. Cho dù là Ứng Thiên Hành cùng Nhậm Kinh Luân đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía vị cường giả đứng đầu tiên kia, chính là cường giả thiên cảnh của khương gia. Cường giả cầm đầu bỗng nhiên nói: "Không nghĩ tới thiên tài võ đạo giới thế tục vẫn có rất nhiều. Đứa cháu bất tài gian ngật kia của ta dường như là bị người ở giới thế tục giết chết." Một cường giả của khương gia phía sau hắn vội vàng nói: "Là bị một cường giả siêu phàm bát cảnh lĩnh phong, chỉ mới chưa đến 30 tuổi giết chết." Cường giả cầm đầu chân mày cau lại: "Gian ngật, thế nhưng là cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại bị một võ giả có cảnh giới siêu phàm bát cảnh lĩnh phong giết chết hay sao?" Người kia vội vàng gật đầu nói ra: "Lão sư của hắn chính là Vô Danh." Có một số bạn nhắn tin hỏi là Vô Danh là ai. Thì Vô Danh là sư phụ của Dương Thanh. Mà khi anh Dương Thanh ra chiến trợ trường á, thì Vô Danh mới nhận Dương Thanh làm sư phụ, làm đệ tử. Vô Danh bây giờ chắc lên thiên cảnh rồi, mà luôn luôn là đi theo bảo vệ, là sư phụ đó. Mà tên là Vô Danh luôn, tên của ông tên là Vô Danh luôn. Tôi nói sai đúng không? Nghe vậy, cường giả cầm đầu con người đột nhiên co rút lại. Thân là một trong cao tầng của khương gia, hắn ta đương nhiên biết tên tuổi và uy danh của Vô Danh. Người kia có chút lo âu, nhìn về phía cường giả cầm đầu, mở miệng: "Khương gia có lệnh, nếu là gặp được người trẻ tuổi kia, nhất định không được để xảy ra xung đột. Chúng ta phải lấy lễ để tiếp đón." Cường giả cầm đầu lạnh lùng nói: "Một người trẻ tuổi không đến 30 cũng có tư cách để giang nguyên long ta lấy lễ để tiếp đón hay sao chứ? Coi như hắn là đệ tử của Vô Danh cũng không được." Giang Nguyên Long
một mặt vẻ ngạo nhiên, mình đường đường là một trong những cao tầng của Khương gia tại cổ võ hạ giới, đã lúc nào cúi đầu tại trước mặt người giới thế tục đâu à? Nghe nói như vậy, người kia cũng không dám nói cái gì nữa. Gia Nguyên Long bỗng nhiên hướng về phía phương hướng Tàng Thư Các, lớn tiếng nói: cho ngươi thời gian 1 phút đồng hồ để suy xét, đợi ngươi đột phá tới hiên cảnh, về sau phải gia nhập vào Khương gia giới cổ võ, nếu không giết. Lời nói của hắn ta giống như một đạo kình lôi nổ vang tại ma tộc. Răng can! Hồng ma lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng, liền hướng về phía Gia Nguyên Long vọt tới. Chỉ là Gia Nguyên Long vốn căn bản không cần động thủ, phía sau hắn lập tức đi ra một cường giả có cảnh giới nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ, hướng về phía hồng ma công kích quất tới. Oanh! Một tiếng va chạm chói tai vang lên, hồng ma bị một chưởng của cường giả của Khương gia vỗ thẳng vào lồng ngực, thân thể giống như diều bị đứt dây trực tiếp văng ra ngoài. Hồng ma nếu là trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có tư cách để chiến một trận, thế nhưng là tại vừa mới rồi đã bị Cao Hùng đánh lén mà trọng thương, bây giờ vốn là sức chiến đấu còn chưa tới 50%, lại như thế nào là đối thủ của cường giả Khương gia được chứ? Các người thật quá đáng! Ảnh ma cũng phóng ra nhìn về phía phương hướng Gia Nguyên Long, nghiến răng lại nói: tại ma tông thực lực của Lệ Trần là mạnh nhất, ảnh ma đứng thứ hai, cũng là tồn tại có thực lực tiếp cận gần nhất với ngũ đại cường giả đỉnh cao tại Ma Sơn. Mạnh Côn cùng Mục Thanh cũng nhao nhao vọt ra, một trái một phải đứng tại trái phải của ảnh ma. Hai người này cùng Hồng Ma còn có Cao Hùng cũng là tứ đại ma tướng của ma tông, đều tồn tại là thực lực đỉnh tiêm, chỉ là tại trước mặt cường giả của Khương gia chẳng đáng là cái gì, không biết tự lượng sức mình. Gia Nguyên Long nhìn cũng không nhìn những người này một chút nào, đứng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn về một phương hướng Tàng Thư Các như cũ, mười phần khinh miệt nói một câu. Các cường giả khác của Khương gia cũng đều là một mặt khinh thường, chỉ có một cường giả của Khương gia chuẩn bị nghênh chiến. Ảnh ma nghiêm nghị quát lớn: mời các ngươi rời khỏi ma tông, muốn chết! Tên cường giả của Khương gia kia gầm thét một tiếng, trực tiếp nhào tới phía ảnh ma. Ảnh ma toàn thân chiến ý phun trào, ngay tại nháy mắt đối phương phóng tới mình, ông ta cũng xông tới. Hồng ma cũng theo sát vọt lên, Mạnh Côn cùng Mục Thanh cũng bộc phát toàn lực xông tới. Bùm 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 bùm! Trong lúc nhất thời, tứ đại cường giả đỉnh cao của ma tông cùng một cường giả nửa bước nhất phẩm thiên cảnh sơ kỳ của Khương gia giao chiến kịch liệt. Không hổ là cường giả đỉnh cao của ma tông, tại dưới sự liên thủ của tứ đại cường giả, vị cường giả của Khương gia kia rất nhanh liền cảm thấy áp lực cường đại, ẩn ẩn như có vẻ không địch nổi. Hắn dương lông mày dương lên, cả giật hét lên: đi tìm cái chết! Một cổ khí tức càng thêm cường đại từ trên người hắn lan tràn ra. Giết! Chỉ gặp hắn một chưởng vung ra, hướng về phía ảnh ma hùng hăng quất xuống. Một kích này nếu là rơi vào trên thân ảnh ma, ảnh ma sợ là sẽ phải nhận trọng thương tại chỗ, thậm chí có thể là tử vong. Một đám cường giả của ma tông đều là một vẻ mặt tuyệt vọng. Nếu là ảnh ma chiến tử thì thực lực của ma tông sẽ yếu đi rất nhiều. Ảnh ma một vẻ mặt không hề sợ hãi, mắt thấy đòn công kích trí mạng của cường giả Khương gia ập đến, ông ta không chỉ không hề có bất kỳ cái trốn tránh gì, ngược lại nghênh chiến vọt lên, đem chiến ý trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Âm! Đúng lúc này, một cây thần thương phá không vọt đến, hung tợn cắm ở trước mặt hai người, sắp đập vào nhau. Võ thần thương, cường giả của Khương gia bị thần thương bỗng nhiên vọt đến này ngăn trở đường đi, trên khuôn mặt tràn đầy tức giận: người đang tìm cái chết! Cường giả của Khương gia nhìn chằm chằm Đỗ Bá nói ra. Cho tới bây giờ, từ khi bắt đầu đến ma tông, hắn liền đã chú ý tới võ thần thương trong tay Đỗ Bá. Dù sao đó cũng là linh khí cao cấp, ở bất cứ nơi nào đều tồn tại là phi thường chói mắt. Đỗ Bá trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng, nhìn về phía phương hướng Gia Nguyên Long mở miệng nói ra: Khương tiền bối,
ngài dù sao cũng là cường giả giới cổ võ, nhúng tay vào chuyện giới thế tục thật không quá phù hợp à. Có thể được Đỗ Bá xưng là tiền bối, có thể thấy niên kỷ của Giang Nguyên Long cũng không hề nhỏ. Người giới võ đạo tuổi thọ vốn là dài hơn so với người bình thường, huống chi là Giang Nguyên Long, loài cường giả có cảnh giới này sống qua 100 tuổi cũng là rất bình thường. Giang Nguyên Long lúc này mới nhìn về phía Đỗ Bá. Đây là hắn sau khi đi vào Ba Tông mới là lần thứ nhất ánh mắt nhìn thẳng một người. Giang Nguyên Long sắc mặt trầm tĩnh. Niệm Tình ngươi cũng là người sắp đột phá tới thiên cảnh, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng ngươi cũng không phải là người của Ma Tông. Bây giờ rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Đơn giản một câu lại làm cho mỗi người ở đây đều cảm thấy sự uy hiếp nồng đậm. Hết.